bóng tôn sư trời giá lạnh. Vắng lời giáo huấn gió điều hiu, Bát Nhã môn phái lòng se thắt, đệ tử muôn phương lệ thấm đều. Biết bao mùa lá đổ đã đi qua, nhưng mùa lá đổ năm nay sao lại xơ xác và sầu bi ngàn lần. Ngày mai lá vẫn sẽ rơi, nước vẫn sẽ trôi theo dòng vô định, và tâm của chúng đệ tử chùa Bát Nhã chúng con vẫn luyến lưu mãi bóng dáng bậc ân sư khả kính. Vậy là đã 6 năm hàng đệ tử chúng con xa thầy, những suy nghĩ nỗi nhớ thương da diết về thầy vẫn mãi khôn nguôi. Chúng con hiểu rằng ân tình là món nợ lớn nhất của con người trong cõi đời, nhưng ở ngôi chùa Bát Nhã thân yêu này thì ân không bao giờ phai, tình không bao giờ cạn. Dù 6 năm đã trôi qua, tuy không dài với dòng đời bất tận, nhưng rất lâu cho nỗi niềm khắc khoải của người ở lại. Khi hình dáng người ân sư khả kính vẫn thường len lỏi trong tâm trí những người pháp tử, pháp tôn. Tối ngày mùng 5 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày mùng 7 tháng 8 năm Kỷ Hợi, môn đồ đệ tử tông môn pháp phái từ khắp nơi cũng đã tề tựu về chùa Bát Nhã, quận Bình Thạnh để cùng tham dự lễ thắp nến tri ân tưởng niệm 6 năm ngày cố hòa thượng ân sư Thượng Đạt Hạ Đạo Viên Tịch. Thân Phật trong sạch như lưu ly, mật Phật sáng ngời như trăng sáng. Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biện Pháp Giới Qua Hiện Vị Lai. Thập phương chư Phật tôn pháp hiền thần tăng thường trú tam bảo. Nhân tâm đảnh lễ hiện tọa đạo trang ta ba giáo chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đường Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồn Tát. Nhân tâm thành lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Biện Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lư hương xa nhiệm pháp giới mong thân chư Phật hải hội tận diêu bằng tùy chữ kia tường vấn thành địa phương ân
thập phương thường trụ tam bảo. Tân
ra việc này hay tránh như tránh khổ lừa, kể cả việc giặt phá cỏ cây và đào cuốc đất đai. Những việc dễ thuộc ta coi coi tưởng coi thiên văn đoạn thời tiết tính lịch số đều không thích hợp với các thầy. Các thầy hãy tiết chế cơ thể ăn đúng thì giờ sống bằng cách sống trong sạch, không được tham dự thế sự lành sự mạng liên lạc chủ tục thuốc tiếng giao hào quyền quý và thân thiết với họ rồi hẹn hạ ngạo mạn tất cả đều không được làm bài từ đoán tâm chánh niệm cầu đồ không được che giấu lầm lội tỏ ra kỳ gì để mê hoặc quần chúng đối với bốn sự hiện công thì phải biết tự lương và biết vừa đủ hề được hiện cũng thì không nên tính trừ đó là Như Lai nói tóm tắt về sự dư giới giới thì chính thuận với căn bản của sự giải thoát nên Như Lai mình danh ba la đề mộc xóa nhờ giới mà phát sinh thiền định và trí tuệ có năng lực hủy diệt thống khổ. Thế nên cả thầy tỳ kheo hãy giữ tình giới đừng cho vi phạm thiếu sót. Cái giữ tình giới thì người đó có thiền pháp, không có tình giới thì mọi thứ không được, không thể vào sinh gió đó. Mà biết tình giới là chỗ yên ổn nhất, làm nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức. Các thầy tỳ kheo đã ở trong tình giới thì phải chế ngự năm thứ giác quan, không cho phòng túng vào trong năm thứ dục lạc như kẻ chăn trâu cầm gậy mà coi giữ, không cho phòng túng phạm vào lúa má của người phòng túng năm thứ giác quan thì không nhận. Chỉ có năm thứ dục là mà có thể sẽ không còn giới hạn nào nữa, không thể cấm chế như con ngựa hung hãn mà không được chế ngự bằng giấy cương thì sẽ mang người lao xuống hầm hố giặc cướp làm hại khổ chỉ một đời. Còn dân gian quan hòa đến nhiều kiếp tai hại rất nặng, các thầy không thể không cẩn thận. Thế nên người có trí thì chế ngự mà không theo giữ như dự dạng, không cho phong tục và sự phong tục năm thứ giác quan thì cùng không bao lâu ta sẽ thấy chúng tàn diệt tất cả. Các thầy tỳ kheo năm thứ giác quan do tâm chủ động, vì vậy mà các thầy lại phải thận trọng chế ngự năm thứ. Tâm còn đang sợ hơn cả đang độc thu dữ dằn thù lửa như bùng cháy lan tràn cũng chưa đủ để ví dụ cho tâm như một kẻ tay bưng bát mật mà chuyển động chạy nhảy chi thấy bát mật chứ không thấy hô sâu như thế. Không khác gì vói điên mà không có mong sáng vương, khi mà được cái rừng thì sẽ hung hăng nhảy vọt có mà ngăn cản. Các thầy và cấm
tông thọ diện đừng cho phong tụng tâm ra thì làm tan nát việc thiện của người chế ngự tâm lại một chỗ thì không việc gì không thành lệ nên các thầy thì kêu hãy nỗ lực tinh điện mà chiến phục tâm mình các thầy thì kêu thọ dùng đồ ăn thức uống hay coi như việc buồn tuột con không ham giờ không bỏ vừa đủ duy trì cơ thể cho khỏi đói khát như ông lấy hoa chỉ lấy mùi vị mà không tổn thương hương sắc người xuất gia cũng vậy thọ dùng cung phẩm của người vừa khỏi đói khát thì thôi không được ham cầu cho nhiều phá vỡ thiện niệm của họ hay bằng chước kẻ khôn ngoan biết lượng sức lượng con râu của mình chịu đựng nhiều hy công dung quá sơ đến nỗi kiệt lực cán tay tỳ khéo ban ngày thì nỗ lực thực tập thiền và không để thì giờ lướt mất đầu đêm cuối đến cung thời phê bỏ giữa đêm lại phải tụng niệm để tự tiêu trừ điều ác sinh trường điều tiên đương vì lý do ngủ nghỉ mà để nơi mình trôi đi không được một chút ít lời hay nhớ ngọn lửa vô thường đốt cháy thế gian để sớm cầu từ độ đừng hát ngủ nghỉ rằng phiền não thương tình nhiên ta giữ hơn kẻ thù tại sao ta có thể ngủ nghỉ mà không tự cảnh giác phiền nào ngủ trong tâm cũng như rắn hổ mang màu đen nằm ngủ trong nhà cả thầy phải dùng mong sao dư dời mà cầm tông mong kéo nó ra rắn ngủ ra rồi mới yên tâm ngủ nghỉ không ra mà ngủ thì thật là kẻ không biết hổ thẹn sự hổ thẹn là phụng sức đẹp nhất trong mọi thứ phục sức như cái mong xa sự hồ thẹn có năng lực che ngự mọi thứ phi pháp của con người thế nên các thầy tỳ kheo hãy luôn luôn biết hổ thẹn sỉ nhục đừng bao giờ dầu chỉ tạm thời mà tôi được phép quên mất đức tin này mất hổ thẹn là mất công đừng có hổ thẹn là có thiền pháp không hổ thẹn thì không khác gì cầm thú các thầy tỳ kheo nếu ai cắt xa thân thể các thầy ra từng đốn các thầy cũng phải tự kiềm chế tâm mình đừng cho dân giữ lại phải giữ lấy miệng lưỡi đừng để phát ra lời tiếng không tốt tâm dần dừ nổi lên là tứ hại đạo nghiệp hư hận công đừng tính của nhân dữ giới và khổ hạnh không thể sánh bằng thực hành đức nhân mới được mệnh danh là bậc thượng nhân có sớm hành kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhùng mà một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhầm đạo có đi tại sao vì dân dự thì phá hủy hết thay thiền pháp và danh tiếng đáng quý hiện tại vì lại không ai muốn nhìn sự dân dự hơn cả ngọn lửa ác liệt vì thế mà các thầy phải đề phòng muốn gánh thương trần đừng cho xâm nhập tâm chỉ dặn cửa công đừng không chỉ hơn dần dự thế gian thường thụ dụng là không phải là kẻ hành đạo không có phương pháp để từ không dễ thế nên dần dự thì còn có thể tha thứ được con người xuất gia hành đạo là kẻ loại bỏ
dùng vọng vậy mà dân dữ thì thần bá đạo không khác gì giữa bầu trời mây trong mạng mà xâm xét lẽ lừa là điều không thích thật. Các thầy tỳ kheo hãy tự xóa đầu mình đã bỏ sự trang sức và đồ tốt để mình mặc áo ngoài xa tay cầm đồ tình ứng thân thân để sống tự thấy như vậy mà kiêu ngạo còn nổi lên thì phải cấm tống tòa chiếc tăng thêm kiêu ngạo là điều mà thế nhân còn không nên có. Huống chi người xuất gia nhâm đạo là kẻ bị giải thoát từ dân mình xuống mà đi khất thực. Các thầy tỳ kheo tâm lý vua đình quanh có trái ngược đạo pháp thế nên cả thầy phải chân đựng tâm mình phải hy thực. Vua đình quanh có gì để dối trá mà người nhầm đạo thì không thể như vậy. Vì thế mà các thầy cần phải ngay ta tâm mình lấy đứng tình trong rừng làm căn bản. Các thầy đi theo phải biết kẻ ham muốn nhiều thì bị nhiều sự cầu lời nên cô nào cũng nhiều. Còn ít ham muốn thì không cầu hồ không dục vọng nên không có cái hòa đó. Chỉ có như thế mà thôi, sự ít ham muốn cũng đã phải thực tâm. Huống chi sự ấy còn đem lại đủ các công đức. Người ít ham muốn thì không vua định vẫn có để cầu được lòng ơi. Cũng không bị các giác quan lối kéo thực hành đức tin. Ít ham muốn thì lòng bình tạm không lo sợ gặp cảnh ngộ nào cũng thấy thừa thai. Không bao giờ có cảm giác thiếu thốn. Có ít ham muốn là có niết bàn. Đó là hành ít ham muốn. Các thầy tỳ kheo muốn giải thoát khổ nào thì các thầy hãy cứu sẽ sự biết vừa đủ. Chính sự biết vừa đủ là giàu sáng vui thú và yên ổn. Biết vừa đủ thì nằm trên đất cùng thấy vui thích. Không biết vừa đủ thì ở thiên đường cùng vẫn bấn mạng. Không biết vừa đủ thì giàu mà nghèo. Biết vừa đủ thì nghèo mà giàu. Không biết vừa đủ thì luôn luôn bị cả năm thứ dục lạc lối kéo làm cho người. Biết vừa đủ phải xót thương đó là hành. Biết vừa đủ các thầy tỳ kheo muốn cầu yên tĩnh vô vi và an lạc thì các thầy hãy thoát ly mọi sự nào và bối rối ở đơn đồng và môn cách thứ thái. Người ở yên tĩnh thì Chúa Trời Đế Thích và chư thiên đều tôn kính. Vì thế mà các thầy hãy thoát ly đồ chúng của mình và đồ chúng của người ở đơn đồng thứ thái và thanh văn. Dùng tứ duy tu mà căn đứng không rễ đau khổ. Nếu thích đồ chúng thì sẽ bị đồ chúng quay phá như cây đại thọ mà cá bay chiến trong tâm ầm lại thì vẫn bị cái hỏa khô gãy. Thế gian ràng buộc mà chìm ngập thống khổ thì cũng không khác gì vội già mà xa xuống buồn lầy. Mong thoát khỏi đó là hành siêu thoát. Các thầy tỳ kheo nỗ lực tinh tiến thì không có việc gì khó khăn. Thế nên các thầy phải thực hành sự nỗ lực tinh tiến. Nước nhỏ mà chảy mãi thì có thể xuyên thùng cả đá. Nếu người hành đạo mà hay biết nhà quê bỏ thì cũng như kéo lửa chưa nóng mà đã ngừng. Dầu thiết tha có lửa, lửa cũng khó mà có được. Đó là hành tinh
tiện các tài thi kheo cầu thiện tri thức, cầu thiện hộ trì và cầu thiện hỗ trợ đều không bằng không quên chánh niệm, không quên chánh niệm thì chẳng phiền nào hết cách xâm nhập tâm trí, thế nên các thầy hãy luôn luôn tập trung chánh niệm lại nơi tâm trí mất chánh niệm là mất công đức. Nếu chánh niệm có sức lực vững mạnh thì dấu phải vào trong đám giang ngủ dụng cũng không thì chúng ta thái tựa như lượng chỉ lắm chân mà mặc áo giáp lát đồng thì không còn sợ hãi gì nữa, đó là thành không quên chánh niệm cả thầy đi kéo tầm trung tâm lại thì tâm sẽ ở trong thiền định, tâm ở trong thiền định thì có thể thấu triệt trạng thái chuyển biến của vũ trụ. Vì thế mà các thầy phải luôn luôn tinh tiến nỗ lực thực tập thiền định, thiền định được thì tâm hết tan loạn tiếc nước thì phải đắng để sửa vờ cho theo hành giả cũng vậy. Hay vì nước trí tuệ mà thực tập thiền định để giữ cho nó khỏi chạy mất, đó là hành thiền định. Các thầy tỳ kheo có trí tuệ thì hết đam mê luôn luôn tự nhân tình và tự do sẽ không để lầm lỗi, có thể có được như thế là trong chánh pháp của Như Lai. Người ấy có khả năng thực hiện giải thoát không như thế thì đã không phải xuất gia, lại không phải thế tục, không còn biết gọi là gì. Trí tuệ nhân thân là chiếc thuyền chẳng nhận vượt biển, sinh lão bệnh tử là ngọn đèn sáng nhân đối với hắc ám vô minh, là thần dược cho mọi kẻ bình tầng, là vua sáng nhân cái phiền nào. Vì thế mà các thầy hãy dùng cái tuệ văn tứ tu trên tiến hình lời có trí tuệ soi chiếu thì dấu mắt thịnh cùng vẫn là kẻ thấy rõ nhân, đó là hành trí tuệ. Các thầy đi theo nếu huy lực đủ thứ thì tâm trí rối loạn như vậy, tuy đã xuất gia mà chưa được siêu thoát, thế nên các thầy tỳ kheo hay từ bỏ tất cả sự hy lực rối loạn tâm trí. Các thầy muốn thực hiện với tình nhiên thì chỉ có cánh cấm tâm diện trừ cái hòa hy lực, đó là hành không hy lực. Các thầy tỳ kheo đối với mọi thứ công đức, các thầy hãy thường xuyên dẫn tâm tu tâm tránh sự phong dật như tránh giặc thù, thể hiện lòng đại bi Như Lai đã nói chánh pháp ích lời một cách cụ cảnh. Các thầy chỉ còn nỗ lực mà thực hành hoặc trong rừng núi hoàn cảnh đầm vắng hoặc dưới đài thọ. Các thầy hãy ở một cảnh như thái trong tình tấn nhỏ nhớ và chiêm nghiệm chánh pháp đã tiếp nhận, đừng để quên mất hài tử. Cố gắng một cảnh thường trực tinh tiến mà tu tập, đừng để đời mình sẽ chết đi một cách vô ích và sau này sẽ phải lo sợ hối hận. Như là như vị lương y biết mình mà chỉ uống còn uống hay không, không phải lời của lương y, lại như người dẫn đường rất tốt chỉ dẫn đường tốt cho người, nhưng nghe rồi mà không đi thì không phải lời của người dẫn đường. Các thầy tỳ kheo đối với bốn chân lý, các thầy còn hoài nghi chỗ nào thì có thể chân vẫn tâm khả không được giữ sự hoài nghi mà không câu dài. Đàm Thế Tôn nói lên ba lần như vậy, nhưng
không ai chất vấn, vì lẽ chư tăng không có ai còn hoài nghi gì nữa. Bây giờ tôn giả lâu lâu đã quan sát tâm trí chư tăng rồi, thưa với ngài Bạch Đức Thế Tôn, mặt trăng có thể làm cho nóng lên, mặt trời có thể làm cho lạnh đi, nhưng bốn chân lý mà Đức Thế Tôn đã dạy thì không thể làm cho khác đi được. Ngài dạy khổ thì thật là khổ, không thể làm cho vui lên, tập là nguyên nhân của khổ thì không còn có nguyên nhân nào khác. Tự nhiên là khổ diệt, vì nguyên nhân đã diệt, mà nguyên nhân diệt thì kết quả cũng diệt. Đạo là phương pháp diệt khổ, nên thật là đạo, không có đạo nào khác hơn. Bình đẳng Thế Tôn đối với bốn chân lý, các vị tỳ kheo đây đã quyết định không còn hỏi nghi gì nữa. Chư tăng lúc ấy những người tu hồng chưa hoàn tâm thì thấy phần diệt độ hay còn bi cảm. Những người mới vào chánh pháp nghe Phật nói liền được hóa độ, như trong đêm tối mà điện chớp sáng là thấy ngay đường đi. Còn những người tu hồng đã hoàn tâm đã vượt qua biển khổ thì chỉ nghĩ rằng Đức Thế Tôn diệt độ sao mà mau chóng như vậy. Do đó tôn giả lâu lâu đà tuy đã bành Phật rằng chư tăng ai cũng thấu địa bốn chân lý, nhưng Đức Thế Tôn muốn làm cho tất cả đều được kiên định, nên vẫn đem tâm đại bi mà hứng dụ thêm nữa. Các thầy thì kéo con nên buồn rầu, nếu như ai ở đời lâu đến một đại kiếp đi nữa thì sự kết hợp nào rồi cũng phải tan ra. Kết hợp mà không tan ra là điều không thể có được. Chánh pháp từ lời lời tha đã có đầy đủ, Như Lai sống cho lâu cùng không còn ít lời gì nữa. Ai có khả năng tiếp nhận hòa độ thì ở trên chư thiên, ai ở trong nhân loại Như Lai đã hòa độ tất cả. Ai chưa thể tiếp nhận hòa độ thì Như Lai cũng đã tạo yếu tố hòa độ cho họ. Từ nay về sau đệ tử của Như Lai hãy triển diện thực hành như thế là pháp thân của Như Lai thường trú bất diệt. Thế Tôn cả thầy tỳ kheo bài y tức toàn bộ cuộc đời là duyên biến vô thường, có kết hợp thì có tan ra, đừng lo buồn gì cả. Ngược lại cuộc đời như thế thì các thầy phải nỗ lực tinh tiến để sớm cầu tự độ, đem hạnh trả trí huệ diệt trừ hằng hà vô minh vũ trụ. Quả thật mong manh không một thứ gì bên bị, Như Lai được diệt độ thì cũng như trừ được cơn bình phùng thiệt. Đây là vợ tôi á và đang bỏ giờ hiểu là thân thế mà lại chim ngập trong biển cả và bình sông chết. Như thế người có trí tuệ ai lại không hoan hỷ, khi trừ bỏ được thân này như trừ bỏ kẻ thù. Các thầy tỳ kheo hãy thương nhân tâm nỗ lực hành cầu tuệ giác giải thoát tan tuệ vũ trụ. Dầu pháp biến động hay pháp bất động đều là trạng thái bất an và tan ra thôi. Cả thầy hãy yên lặng, còn nên nói được thì giờ sao nên Như Lai muốn diệt độ. Trên đây là những lời giáo huấn tối hậu của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con kính tụng Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con kính tụng Di Giả của Đức Thế Tôn. Lúc sắp niết bàn kinh Di Giáo này là pháp
pháp tối thượng trong nhân khả năng duy trì phần pháp đệ tử chúng con nhờ vượt quá khứ mới được xuất gia và tụng kinh này nguyện cầu chúng con giới hành an toàn lại cầu chư tăng giới pháp thanh tịnh làm cho Phật pháp tồn tại lâu dài từ lời lời tha chứng pháp tối thượng như tâm đành lệ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cung Phật bảo khắp cả pháp giới nhân tâm đành lệ kính giáo ơn văn tăng của Phật luôn sẵn niết bàn cùng pháp bảo khắp cả pháp giới nhân tâm đành lệ đại chúng tỳ khéo trong đêm Phật sau niết bàn cùng tăng bảo khắp cả pháp giới ma ha bát nhà ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hạnh tâm bát nhà ba la mật đa thời chuyển kiến vô ân giới không độ nhân tiếng khổ anh xa lời tự sắc có thế gì không có gì sanh sanh tưởng thì không không tưởng thì sắc thọ tưởng anh tưởng diệt cũng như thì xả lời từ thì chưa bảo không tưởng bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tâm bất giảm thì khổ không trung khổ sắc thọ tưởng anh tưởng vô nhận gì thì địa thân vị vô sanh thân tưởng vị xung phạm vô gia giới này chỉ vô ý tưởng giới vô vô minh diệu vô minh tình này chỉ vô là tự diệu vô là tự tâm vô khổ tâm diệt đạo vô trí diệt vô năng gì vô sở đăng vô bồ đề tăng rồi bát nhà ba la mật đa cố tâm vô quái hài vô quái hài cố vô hữu cùng vô biên ly liên đạo mong tưởng cố gắng niết bàn tâm để như vậy bát nhà ba la mật đa cố đăng á đầu đa la tam hiệu tam bồ đề cố chế bát nhà ba la mật đa thì đại tân chú thì đại minh chú thì vô tượng chú thì vô đăng rằng chú năng trừ nhân tiến hồ chân thiệt bất ư vô thiên văn nhà ba la mật đa chú tân thế chú vì liền đề đề ba la yên đề ba la tăng yên đề vô đề tam ba yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề ta ba la yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề ta ba. Xin mời đại chúng khởi thân đứng dậy lại thầy. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Ngũ Thế Khai Kiến Bát Nhã Tự Trú Tri Huy Thượng Quảng Hà Trí Từ Pháp Không Hiểu Đạt Đạo A Xa Lê Hòa Thượng Tôn Sư Giác Linh. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Ngũ Thế Khai Kiến Bát Nhã Tự Trú Tri Huy Thượng Quảng Hà Trí Từ Pháp Không Hiểu Đạt Đạo A Xa Lê Hòa Thượng Tôn Sư Giác Linh. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Ngũ Thế Khai Kiến Bát Nhã Tự Trú Tri Huy Thượng Quảng Hà Trí Từ Pháp Không Hiểu Đạt Đạo A Xa Lê Hòa Thượng Tôn Sư Giác Linh. Xin mời đại chúng chúng ta an tọa.
xin mời đại chúng niệm tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền. Xin đại chúng cầm đèn lên tay và đứng khởi thân đứng dậy. Nam mô đại hạnh phổ hiền quang. Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát. Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát. Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát. Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ Oh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn tiền đức tăng, kính thưa quý hiệu trưởng, ni sư, chư huynh đệ, chúng đệ tử của cố hòa thượng viện chủ khai sáng chùa Bát Nhã, kính thưa toàn thể quý năm nữ phật tử hiện diện trước bảo tháp cố hòa thượng viện chủ khai sáng chùa Bát Nhã, nhân lễ huy nhật cố hòa thượng tôn sư, toàn thể quý tăng chúng huynh đệ chùa Bát Nhã cùng quý thiện nam tín nữ phật tử về đây để đảnh lễ dâng hương cầu nguyện chắc linh hòa thượng tôn sư tùy từ chứng giám cho lòng thành của chúng con dâng nén hương dâng đóa hoa đèn lòng để cầu nguyện chắc linh hòa thượng tôn sư chứng minh cho lòng thành, chứng minh cho sự tu học tinh tấn của hàng đệ tử. Trước khi dứt lời cầu nguyện cho chắc linh hòa thượng phò hộ cho chúng con được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Đồng thời, tự nguyện mười phương tam bảo phong hào quang gia hộ cho chúng con, chúng đệ tử, tăng ni, thiền nam tín nữ Phật tử sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, tinh tấn tu học, thực hành Phật sự được viên thành. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tất Đại Chứng Minh.